Chào mừng tất cả anh em đã đến với Mơ Bóng Đá. Sau đây xin mời anh em đi đến buổi nhận định và dự đoán cặp đấu giữa Ả Rập Xê Út và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào 1 giờ sáng ngày 3 tháng 9. Theo những thống kê và những con số đưa ra thì Ả Rập Xê Út là đội bóng mà được đánh giá rất cao hơn so với đội tuyển Việt Nam của chúng ta rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta không loại trừ khả năng Việt Nam của chúng ta sẽ tạo được một cơn địa chấn tại vòng loại thứ 3 của FIFA World Cup năm 2022 này. Những cái con số cũng như là lịch sử tham dự các vòng chung kết World Cup của Ả Rập Xê Út thì thật sự mà nói luôn là cao hơn Việt Nam của chúng ta rất nhiều. Ả Rập Xê Út họ đã có 5 lần dự các vòng chung kết World Cup nha anh em. Con số đủ nói lên một cái tầm vóc của đội bóng này. Chính vì vậy mà ở đợt tập trung này thì đội bóng của huấn luyện viên Reinhard của Ả Rập Xê Út có sự góp mặt của 9 cầu thủ đã từng tham dự World Cup năm 2018 nha anh em. Và theo cá nhân tôi nghĩ rằng Ả Rập Xê Út họ đánh giá cao với tất cả các đội ở khu vực bảng B này, đặc biệt là trận đấu đầu tiên này tại khu vực bảng B thì họ đối đầu với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Mặc dù chúng ta được đánh giá là yếu nhất bảng B nha anh em, nhưng không ngoại trừ khả năng rằng chúng ta sẽ tạo được một cái cơn địa chấn cũng như sẽ gây rất nhiều khó khăn đến với các đối thủ mà đối đầu với chúng ta ở khu vực bảng B này. Với cái đội hình của Ả Rập Xê Út thì thật sự mà nói với anh em rằng họ rất mạnh, họ cân bằng cả 3 tuyến luôn nha anh em. Hàng tấn công của họ sở hữu những cái chân sút là thật sự rất là tốc độ và kỹ thuật nữa, cho nên là điều này thật sự rất là khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Thậm chí ngay cả hậu vệ của Ả Rập Xê Út cũng có khả năng tham gia tấn công tốt nha. Cái sở trường của hàng hậu vệ của Ả Rập Xê Út thì hầu như theo những cái con số tính toán thì rất là toàn diện nha anh em. Công thủ toàn diện và có khả năng chống bóng bổng khá là tốt. Nhưng mặc dù vậy thì mặc dù họ tốt cả 3 tuyến nhưng tôi nghĩ rằng ở trận đấu này Việt Nam sẽ có được một trận đấu rất tốt và cũng như là sẽ gây rất nhiều khó khăn đối với Ả Rập Xê Út khi mà đối đầu với Việt Nam của chúng ta. Anh em cũng đã thấy rồi, cái nền bóng đá của Việt Nam cũng như đặc biệt là đội tuyển Việt Nam của chúng ta ngày càng chơi tiến bộ hơn, và đặc biệt hơn nữa là lứa cầu thủ này của đội tuyển Việt Nam của chúng ta là cực kỳ chất lượng nha anh em. Với sự cân bằng ở các tuyến của Ả Rập Xê Út thì có thể nhìn thấy được qua các con số thống kê cũng như là anh em đã từng biết Ả Rập Xê Út đá như thế nào rồi. Có một cái thống kê rất là chất lượng đối với Ả Rập Xê Út nha anh em. Đội bóng của ông huấn luyện viên Reinhard chỉ để thủng lưới 4 bàn sau ở vòng đấu thứ 2 thôi và ghi tới 22 bàn nha anh em. Họ thắng tới 6 trận và chỉ hòa 2 và giành 20 điểm trên 24 điểm tối đa. Họ đã vượt qua vòng 2 với 8 trận bất bại nha anh em. Còn đối với đội tuyển Việt Nam của chúng ta, kế hoạch chuẩn bị cho cái vòng loại cuối cùng của FIFA World Cup này á, thì thật sự là rất kỹ càng nha anh em, đã khởi động từ hồi đầu tháng 8 cho đến bây giờ. Chính vì cái điều này mà nói lên sự chuẩn bị thật sự rất là chu đáo cũng như là quyết tâm lớn của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò của mình. Dù vậy mà cho thấy rằng đội tuyển Việt Nam vẫn đang bị đánh giá là một đội bóng yếu nha. Nhưng mà không sao, chúng ta được đánh giá là yếu nhưng mà chúng ta có một cái tinh thần thi đấu tuyệt vời là tôi nghĩ rằng rất là ok rồi. Và chính bản thân tôi cũng rất là tự hào vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam, đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng của FIFA World Cup. Có mặt tại Ả Rập Xê Út và những ngày qua thì anh em cũng đã thấy rồi cái tinh thần tập luyện của các cầu thủ của chúng ta, đặc biệt là sự tập trung cao độ của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là một cái nỗi lo về nhân sự nha anh em. Thì theo anh em cũng đã biết rồi, đội tuyển Việt Nam của chúng ta lại vắng mặt những cái tên quan trọng như là Văn Hậu, Tiến Dũng nè, Minh Vương nè. Điều này đã khiến cho thầy Park thật sự rất là đau đầu nha, ở trong cái việc mà lựa chọn những cầu thủ thay thế cũng như là củng cố cái hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Trước với trận đấu của Ả Rập Xê Út á, thì với cái duyên của Tây Á là luôn luôn được nhắc đến khi mà đội tuyển Việt Nam đối đầu. Và điều này thì có thể chứng minh rằng trong những khoảng thời gian trước kia thì mỗi lần mà đối đầu với các đội bóng Tây Á thì ông huấn luyện viên Park Hang-seo là một trong những nhân tố tạo nên nhiều địa chấn nhất nha anh em. Và điều đặc biệt ở trận đấu này vẫn không loại trừ khả năng rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có điểm trên sân của Ả Rập Xê Út. Sau tất cả những cái trận đấu với các đội của Tây Á đó thì Việt Nam của chúng ta là có 7 trận thắng, 4 trận hòa và 4 trận thua nha anh em. Và tất cả những cái thành tích này mà đội tuyển Việt Nam chúng ta có được là dưới thời của thầy Park hết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở trận đấu này Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn với đối thủ của mình là cực kỳ mạnh. Nhưng không sao, với những gì mà chúng ta đã gây rất nhiều khó khăn với các đội bóng Tây Á rồi thì việc trận này thì tôi nghĩ cũng rất là bình thường, cũng chẳng có gì mà để tạo áp lực với đội tuyển Việt Nam của chúng ta cả. Cái yếu tố quyết định của trận đấu này là tôi nghĩ rằng đó, theo cá nhân của tôi nha anh em, rằng tôi nghĩ rằng là 45 phút đầu tiên sẽ là cái yếu tố quyết định cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng như là tinh thần của chúng ta để chiến đấu với những giây phút còn lại ở hiệp thi đấu thứ hai.
Nếu 45 phút đầu tiên của trận đấu, tức là hiệp 1 đó, mà chúng ta chơi tốt và chơi hoàn toàn là khóa hết tất cả những cái mũi nhọn của đối phương, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có được một cái niềm tin cũng như là một cái tinh thần thi đấu tốt, và đặc biệt là cái hướng nó sẽ lạc quan hơn đội tuyển Việt Nam của chúng ta rất nhiều. Nếu ở 45 phút đầu tiên của trận đấu này Việt Nam bị thủng lưới sớm đó, thì tôi nghĩ rằng là những giây phút còn lại thật sự rất là khó khăn. Bởi vì trong tất cả trận đấu của Việt Nam đó, thì Việt Nam mà ghi bàn trước thì hoàn toàn là có một kết quả đẹp cho đội tuyển Việt Nam. Nếu Việt Nam mà bị đối thủ có một bàn thắng sớm thì cái sự may mắn nó sẽ không đến với đội tuyển Việt Nam, và các cầu thủ của chúng ta sẽ thi đấu sẽ phải gặp nhiều khó khăn hơn. Chính vì như vậy mà tôi nghĩ rằng là các cầu thủ của chúng ta cần phải chơi phủ đầu đối phương ở những giây phút đầu tiên của trận đấu. Mặc dù chúng ta thi đấu trên sân khách, nhưng mà tôi nghĩ rằng ở trận đấu này Việt Nam của chúng ta là phải thi đấu như là trên sân nhà vậy đó, thì mới có thể gọi là đánh phủ đầu với các cầu thủ Ả Rập Xê Út được. Bởi vì anh em cũng đã thừa biết rằng là Ả Rập Xê Út họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nhưng nếu về tinh thần chiến đấu của chúng ta cao hơn họ thì sẽ có rất nhiều khả năng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm trên sân của Ả Rập Xê Út. Còn nói về các cái chuyên gia đánh giá và cái tỷ lệ cho cái trận đấu này, thì tôi nói anh em như thế này nè. Thật sự là Ả Rập Xê Út là được đánh giá hơn Việt Nam của chúng ta là rất là nhiều. Tôi đã nói đầu ở video rồi, thì cái tỷ lệ họ đưa ra rằng ban đầu là 2 trái nha, chấp Việt Nam thẳng luôn 2 trái. Nhưng sau đó là cái tỷ lệ nó lại tuột xuống là bây giờ còn tầm khoảng là 1.5 trái 2 trái. Theo nguyên lý và những cái tính toán và những cái tỷ lệ của các chuyên gia gọi là thế giới họ đưa ra là hoàn toàn hợp lý, chứ không có gì mà sai cả nha anh em. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là anh em nên đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Bởi vì đội tuyển Việt Nam của chúng ta không phải là những đội bóng như là Campuchia hay là Lào muốn ăn là dễ, đúng không? Cho nên là tôi nghĩ rằng Ả Rập Xê Út mà muốn ăn đội tuyển Việt Nam thì cao lắm nha, thì sẽ là 1 trái thôi, cách biệt 1 bàn thôi. Sẽ không có đâu những cái tỷ số nào là 3-0, 2-0, thật sự là rất khó. Bởi vì hàng phòng thủ của Việt Nam bây giờ không phải là hàng phòng thủ của Việt Nam như hồi xưa. Và hàng phòng thủ Việt Nam bây giờ là chơi rất tinh quái và cũng như là chơi rất chắc chắn, chứ không phải đơn giản muốn ăn là dễ đâu anh em. Cho nên tôi nghĩ rằng cái tỷ lệ mà Ả Rập Xê Út mà chấp đội tuyển Việt Nam đến tầm 1.5 trái 2 trái như thế này đó, thì tôi nghĩ rằng anh em lên nằm đội tuyển Việt Nam đi. Và chúng ta xem bóng đá và vừa ủng hộ đội tuyển Việt Nam nữa, và vừa đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam nữa, thì hoàn toàn thực sự rất là tuyệt vời. Cùng lắm thì Ả Rập Xê Út chỉ thắng chúng ta 1-0 thôi. Nhưng mà để thắng 1-0 được thì thật sự nói với anh em luôn là cả vấn đề, chứ không phải là đơn giản mà muốn ăn là ăn đâu anh em. Bóng đá bây giờ chứ không phải bóng đá như hồi xưa nữa. Và Việt Nam của chúng ta đã cải thiện về nền tảng thể lực khá là tốt trong cái khoảng thời gian gần đây. Và đặc biệt là anh em có thể thấy tại vòng 2 chúng ta thi đấu rất tuyệt vời. Và còn với đội hình dự kiến của Ả Rập Xê Út và Việt Nam thì có những cái sự thay đổi hay là có những sự sức mẻ nào hay không, thì tôi xin trả lời với anh em như thế này. Tôi có những thông tin đưa thế này cho anh em. Huấn luyện viên của Ả Rập Xê Út là cái ông Reinhard, ổng không giấu về cái ý đồ của ổng. Ổng sẽ tung ra một cái đội hình thật sự rất là nhiều cựu binh, thông qua việc sự ông đã gọi trở lại hàng loạt các chân sút gọi là đầy kinh nghiệm nha anh em. Đặc biệt là trong đội hình của ông Ả Rập Xê Út thì không có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, toàn bộ là chơi bóng ở nội địa thôi. Nhưng mà nhà cầm quân người Pháp này đã hoàn toàn có thể yên tâm với các mũi nhọn chủ lực nha anh em, đặc biệt là cái ông Salem Adasari và hoặc là cái ông Samad Farai. Đấy, và thêm một cái ông nữa là Abdullah Madu. Ba cái ông này là ba cái mũi nhọn tấn công rất là kiêu nguy hiểm của bên phía của Ả Rập Xê Út. Và khi chúng ta đối đầu với một đội bóng mạnh như là Ả Rập Xê Út, và đặc biệt là các cầu thủ của họ khá là chất lượng, kỹ thuật rất tốt, tốc độ rất là cao, thì không loại trừ khả năng rằng huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta sẽ thay đổi cái lối đá là phòng ngự phản công. Mà thường thường là Park Hang-seo chúng ta lại là rất hiệu quả trong cái việc mà tổ chức về hàng tiền vệ khá là tốt, và kèm theo với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam thì cũng rất là ổn định. Tôi nghĩ rằng cái sơ đồ chiến thuật 3-5-2 là sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo tối ưu khá là cao. Ở bên cạnh mà chúng ta không có được sự phục vụ của trung vệ Bùi Tiến Dũng đó, thì chúng ta có được sự trở lại của Thành Trung nè, và đặc biệt là Đình Trọng nữa, thì tôi không biết rằng là hai cầu thủ này sẽ được ai sẽ là người được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn. Nhưng theo cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng chắc Thành Trung là cái tên được huấn luyện viên Park Hang-seo ưu tiên hơn so với Đình Trọng, bởi vì Thành Trung thì ít ra chấn thương nhẹ hơn là Đình Trọng khá là nhiều. Còn về thủ môn của chúng ta đó thì anh em cũng đã biết rồi, trong những lượt đấu vừa qua thì Bùi Tấn Trường là một trong những thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam, bắt chính liên tục trong mấy trận.
Nhưng gần đây thì sự trở lại của Đặng Vân Lâm thì sẽ có rất là nhiều thông tin rằng là Đặng Vân Lâm sẽ được bắt chính và được huấn luyện viên Park Hang-seo đặt niềm tin vào vị trí khung thành của đội tuyển Việt Nam. Và chính cá nhân của tôi cũng hy vọng rằng là Văn Lâm sẽ được trở lại với vị trí khung thành. Bởi vì đâu đó thì cái sự an tâm và cái sự đặt niềm tin của tôi vào Văn Lâm nó cũng khá là nhiều so với Bùi Tấn Trường. Nếu được lựa chọn giữa vị trí Đặng Vân Lâm và Bùi Tấn Trường thì anh em chọn là vị trí nào? Với cá nhân tôi thì tôi chọn Đặng Vân Lâm đó. Thì bởi vì Đặng Vân Lâm cho tôi được cái sự niềm tin và cái sự tin tưởng, sự an tâm ngay cái khung thành của Việt Nam của chúng ta. Và ít nhiều thì Văn Lâm cũng là một trong những thủ môn gọi là cản đường của các cầu thủ Tây Á khá là nhiều so với Bùi Tấn Trường nha anh em. Trong đó thì với một sự vắng mặt của Công Phượng trên hàng công thì chúng ta lại không có được một cầu thủ nào có thể gây đột biến và quấy nhiễu đối phương như là Công Phượng. Nhưng mà không sao, chúng ta lại còn những cái tên như là Phan Văn Đức mà, chúng ta còn có Hoàng Đức mà. Thì những cái tên này cũng chất lượng lắm, Văn Toàn cũng khá là ok. Về lịch sử đối đầu và phong độ của Ả Rập Xê Út và đội tuyển Việt Nam của chúng ta là như thế nào đây anh em? Vậy tôi xin thông tin cho anh em sẽ nghe được cái lịch sử đối đầu của chúng ta nha. Ở hai thập kỷ qua thì Ả Rập Xê Út và đội tuyển Việt Nam của chúng ta là chưa từng đối đầu với nhau ở một giải chính thức nào nha anh em. Nếu mà tính tới lần gặp nhau gần nhất thì cách đây 20 năm rồi, trong khuôn khổ của vòng loại World Cup năm 2002 luôn. Thì thời điểm đó thì Ả Rập Xê Út đã vượt qua đội tuyển Việt Nam ở cả trận đấu lượt đi và lượt về, thì tổng số bàn thắng là 9 bàn thắng nha anh em. Lượt đi họ chiến thắng mình 5-0, lượt về họ chiến thắng mình 4-0. Nhưng đó là những cái ký ức của quá khứ rồi. Tôi nghĩ rằng ở trận đấu này đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ không để cho Ả Rập Xê Út làm lại lịch sử của 20 năm trước nữa, mà là sẽ là chúng ta sẽ làm lại lịch sử trước với Ả Rập Xê Út đó anh em. Và với cái phong độ hiện tại của Ả Rập Xê Út á, thì hiện tại đang có một cái phong độ khá là ấn tượng. Họ đã sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2021 cho đến nay nha anh em. Trong đó họ đã có 4 trận thắng trước các đối thủ ở khu vực bảng D trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup á. Và phong độ 5 trận gần nhất của Ả Rập Xê Út á, thì họ ghi được 15 bàn thắng và không lọt lưới một bàn nào. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là tôi đã nói với anh em từ ban đầu á, là Ả Rập Xê Út họ đều cả 3 tuyến luôn, tiền vệ, tiền đạo và thậm chí là hậu vệ họ cũng rất là chắc chắn. Chính vì vậy mà họ được đánh giá rất là cao so với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Còn với đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì cái chuỗi bất bại của chúng ta bị UAE cắt đứt ở trận đấu cuối cùng tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup nha anh em, khu vực châu Á hồi tháng 6 đó anh em còn nhớ đúng không? Trước đó thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta có 2 trận thắng, 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Thì đội tuyển Việt Nam đã ghi được 9 bàn thắng và đẩy thủng lưới tới 5 bàn. Điều này cho thấy rằng là hàng tiền đạo của chúng ta thì khá là ok, nhưng mà hàng phòng thủ của chúng ta ở thời điểm đó thì nó hơi có phần không tốt lắm, nhưng mà không sao. Bây giờ chúng ta sẽ cải tổ lại cái hàng phòng thủ của chúng ta thì tôi nghĩ rằng mọi chuyện nó sẽ tốt hơn rất nhiều ở trận đấu này. Còn theo những cái số liệu thống kê á, phong độ 5 trận gần nhất của Ả Rập Xê Út á, thì họ đều thắng 5 nha anh em. 5 trận họ thắng 5 luôn. 5 trận gần nhất đây là Ả Rập Xê Út đều thắng 5 trận hết. Trong đó đáng chú ý là họ thắng với Uzbekistan với tỷ số là 3-0 nha. Còn với đội tuyển Việt Nam thì trong 5 trận gần nhất vừa qua đó thì chúng ta chỉ có 2 trận thắng thôi và 2 trận hòa và 1 trận thua. Trận thua duy nhất của chúng ta đó là trận thua với UAE với tỷ số là 2-3. Ở trận đấu này thì có 2 ngôi sao được đánh giá khá là cao. Bên phía của Ả Rập Xê Út thì có cái ông là Salem Adalsari. Còn Việt Nam chúng ta là có là Nguyễn Quang Hải. Tâm điểm của báo chí châu Á đó thì luôn tập trung và xoay quanh vào 2 ngôi sao này. Bởi vì anh em có thể thấy rằng cầu thủ chạy cánh được mệnh danh là bùa hộ mệnh của Ả Rập Xê Út là rất có duyên ghi bàn trong đội tuyển quốc gia nha. Cái ông Salem này mặc dù ông ở cái tuổi 30 đó, nhưng mà ông rất là nguy hiểm và thật sự rất là tốc độ, đặc biệt là kỹ thuật mà. Nhưng mà bên cạnh đó thì ông lại có duyên trong ghi bàn trong cái màu đội áo đội tuyển quốc gia nữa. Và ông là một trong những cơn ác mộng của hàng hậu vệ của các đội bóng của châu Á đó anh em. Còn với Nguyễn Quang Hải của chúng ta thì anh em cũng đã thừa biết rồi, thời gian vừa qua thì Quang Hải có một màn trình diễn thật sự rất là tốt, kể cả ở câu lạc bộ Hà Nội nữa và kể cả đội tuyển Việt Nam nữa. Ở cái tuổi 24 này thì Nguyễn Quang Hải được coi là một trong những niềm cảm hứng và cũng như là cái yếu tố quan trọng trong đội hình của đội tuyển Việt Nam trong hơn 3 năm qua nha anh em. Cái chân trái đầy ma thuật của Nguyễn Quang Hải đã hại biết bao nhiêu là đội bóng Tây Á rồi đó. Và tôi nói với anh em như thế này nè, cái chân trái của Nguyễn Quang Hải là một cái chân trái mà thật sự trên thế giới nó rất là hiếm hoi. Mặc dù Quang Hải có một cái thể hình khá là nhỏ bé nha anh em, nhưng mà những bàn thắng của Quang Hải thật sự là không hề nhỏ bé đâu. Quang Hải là một trong những cái tên mà các đội bóng Tây Á khá là sợ, bởi vì Quang Hải đã hại đi biết bao nhiêu là đội bóng Tây Á khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam rồi. Nhìn chung thì các giới chuyên gia họ đánh giá rằng đội tuyển Việt Nam dưới màu đối với Ả Rập Xê Út thì tôi nghĩ rằng tổng số bàn thắng của trận đấu này nó sẽ thuộc dưới tầm khoảng 2.5 nha anh em.
Mặc dù là Ả Rập Xê Út họ được đánh giá hơn Việt Nam chúng ta là rất nhiều, nhưng với cá nhân tôi nghĩ rằng ở trận đấu này Việt Nam của chúng ta sẽ có điểm trên sân của Ả Rập Xê Út luôn đó anh em. Cho nên tôi dự đoán cái tỷ số này sẽ là một cái tỷ số có lợi cho cả đôi bên, là đội tuyển Việt Nam sẽ cầm hòa đội tuyển Ả Rập Xê Út trên sân nhà của Ả Rập Xê Út luôn với tỷ số là 1-1. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì Việt Nam sẽ có một cái bàn thắng trước nha. Từ một tình huống cố định của đội tuyển Việt Nam thì Quế Ngọc Hải sẽ là người đánh đầu mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta lại nhanh chóng bị Ả Rập Xê Út san bằng tỷ số 1-1. Và kết quả này là kết quả chung cuộc luôn nha anh em. Và tôi nghĩ rằng ở trận đấu này đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có rất là nhiều khả năng sẽ tạo nên một sự bất ngờ đối với đội chủ nhà. Tôi không biết rằng anh em có niềm tin với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này hay không, và anh em có thật sự tin vào đội tuyển Việt Nam sẽ tạo được một cái cơn địa chấn cũng như là có điểm trên sân khách hay không. Nhưng với cá nhân tôi rằng tôi nghĩ Việt Nam sẽ có ít nhất là một điểm trên sân khách, bởi vì Việt Nam của chúng ta có được một cái đội hình khá là chất lượng cũng như là cái phong độ thi đấu khá là ổn định. Cho nên là tôi nghĩ rằng là những gì tôi dự đoán ở phía trước video thì tôi nghĩ là hoàn toàn có cơ sở xảy ra. Với cá nhân của anh em thì anh em nghĩ như thế nào về trận đấu này thì anh em hãy bình luận ngay bên dưới video nha. Đừng quên là anh em đăng ký kênh, bấm like, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất của Mê Bóng Đá nha.